Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS đã khai mạc tại thành phố Nizhny Novgorod của Liên bang Nga. Hội nghị nhằm thảo luận các vấn đề thời sự theo hướng nỗ lực củng cố chủ nghĩa đa phương trong quan hệ quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh trong năm qua, hợp tác giữa các nước BRICS rất mạnh mẽ, nhanh chóng và hiệu quả trong tương lai các nước brics cần tận dụng ý nghĩa chiến lược và hiệu quả chính trị của brics xây dựng brics thành một cơ chế hợp tác đa phương mới có định hướng toàn cầu cởi mở và toàn diện để đạt được mục tiêu này các quốc gia cần tăng cường niềm tin vào chủ nghĩa đa phương và vạch ra một kế hoạch chi tiết mới cho sự phát triển toàn cầu tăng cường quyết tâm duy trì hòa bình và an ninh tạo động lực mới cho việc giải quyết các thách thức chính trị từ đó đưa hợp tác giữa các nước thành viên brics lên một tầm cao mới Hội nghị dự kiến kéo dài 2 ngày, tập trung xem xét triển vọng hợp tác đa diện theo 3 định hướng chính, chính trị và an ninh, kinh tế và tài chính, nhân đạo. Cũng sẽ giả soát tình hình thực hiện chỉ thị của nguyên thủ các nước theo tuyên bố Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại Johannesburg, Nam Phi năm 2023, chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Kazan tại Nga vào tháng 10 năm nay.